Những mệt kệ bày bán trên vỉa hè ở quanh khu chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mệt nào cũng thu về cả chục triệu đồng mỗi ngày. Người bán kệ ở đây đều là người Nam Định, trước đây bán dạo trên đường, sau một thời gian về ngồi cố định tại đây. Khoảng 11 giờ đến 13 giờ trưa hàng ngày, những mệt kệ này tấp nập khách đến ăn. Không hàng quán, không biển hiệu, dù chỉ vỏn vẹn một chiếc mệt kệ to chưa bằng mâm cơm, đặt phía trên một bếp than tổ ong. Nhưng theo chủ mệt kệ, nhiều hôm trưa khách phải ngồi tràn cả sang hai bên đường. Ghẹ bán tại đây lấy ở Nam Định, được đóng thùng gửi xe khách lên hàng ngày. Ghẹ sau khi được luộc chín sẽ bán kèm nước chấm tự pha với đủ mức giá, thấp nhất là 80.000 đồng một kg, còn cao nhất khoảng 400.000 đồng một kg đối với những con to, tươi ngon. Ghẹ là mặt hàng chính, còn lại là cua biển và tôm hùm có bán ở đây. Chủ mệt kệ cho biết, hôm đất hàng thì cũng bán được khoảng chừng 30 đến 35 kg các loại, còn bình thường thì hơn 20 kg. Doanh thu trung bình cũng đâu đó khoảng 10 đến 20 triệu đồng mỗi ngày.